À, vị này hỏi nhiều câu nhưng mà do những cái tính chất á, nó ngắn à, cho nên là sư sư trả lời nó ngắn thôi. Con theo học ngành bác sĩ thú y, khi chữa bệnh cho động vật hoặc tắm rửa cho chúng thì các vi khuẩn vi sinh vật trên cơ thể chúng sẽ chết. Trong khi làm việc thì con không nghĩ đến vấn đề đó, như vậy thì nghiệp sát của con có quá lớn không? Và làm cách nào để bớt nghiệp sát trong lúc hành nghề, tương tự như trường hợp rửa tay sát trùng? Thì theo như sư học, sư nghiên cứu và những tài liệu sư biết á, thì những cái con mà vi khuẩn vi trùng á, thì chúng ta không tính là chúng sanh, bởi vì nó là sắc do thời tiết sanh nha, chứ không phải là chúng sanh. Tuy nhiên có một số con đó, ví dụ như là con bọ chét chẳng hạn, thì nó là chúng sanh đó, thì mình cẩn thận với cái vấn đề đó. Còn nếu quý vị hỏi là nghiệp có lớn hay không á, thì thứ nhất á, là mình không có ý sát thì nó bớt cái nghiệp mình rất là nhiều, nhưng vẫn có nghiệp nha, chứ không phải là không có nghiệp. Bởi vì mình đã ý thức được là sẽ có chúng sanh, ví dụ như là con rệp, con rận, nó có thể nó chết mà mình vẫn cố ý mình làm thì nó vẫn tạo nghiệp. Và cái nghiệp đó nặng nhẹ như thế nào á, nó tùy thuộc vào cái chuyện là mình tu tập bao nhiêu. Mình tu tập càng nhiều, cái phước mình càng nhiều thì cái nghiệp nó càng nhẹ. Còn mình tu tập ít, cái phước mình ít thì nghiệp nó nặng. Giống như ở trong kinh Tăng Chi Phẩm Múi đó, Đức Thế Tôn nói là một cái nắm muối mà mình bỏ vào trong cái ly đó thì không uống được, nhưng một nắm muối đó bỏ vào dòng sông đó, thì không vấn đề gì hết. Tương tự như vậy, một nghiệp nhỏ mà người không có tu tập đó, họ làm, thì cái nghiệp nhỏ đó có thể dẫn họ đi địa ngục. Còn cũng cái nghiệp đó, nhưng một người có tu tập đó, tâm địa rộng lớn, có nhiều phước đức, thì họ sẽ chỉ phải chịu cái quả báo rất là nhẹ trong đời này, và nó không có di chứng cho đời sau. Đấy. Rồi, con niệm Phật trong lúc tắm gội thì có tội không? Cái việc mình hành thiền thì trong bất kỳ tư thế nào, sư nói là ngay cả trong khi ở trong kinh Tứ Niệm Xứ á, là ngay cả trong khi ăn uống nhai nếm và tiêu tiểu thì vẫn có thể hành thiền bình thường, cho nên là không có tội nha. Cái quan trọng là thân thể của mình không có ô nhiễm và mình không có làm ác hoặc làm những cái việc bất thiện. Ví dụ như vợ chồng gần gũi với nhau mà mình niệm Phật á, thì cái đó sư e là không có được. Những người đeo trang sức hình Phật, mặc áo có in hình Phật hoặc xăm câu niệm Phật lên cơ thể có gây tạo ác nghiệp không? Thì đương nhiên là nếu ai đó mà xem cái chuyện là đem cái hình ảnh của Đức Thế Tôn ra làm vật để trang trí đó, sư nói ngay cả cái chuyện mà quý vị đem tượng Phật để trang trí cho cái không gian của mình, hoặc đem cái hình Phật để trang trí cho không gian của mình, bản thân nó cũng là ác nghiệp. Bởi vì mình không có sự tôn trọng và mình lấy cái hình tượng của Phật để trang trí. Còn nếu như á, mình làm với suy nghĩ là khi mà mình có được sự gần gũi với hình ảnh của Đức Thế Tôn thì nhờ như vậy đó là mình sẽ có được cái lý do để mình tinh tấn hơn, thì đó lại là cái thiện nghiệp. Cho nên tóm gọn lại, cái vấn đề này á, là do cái chủ ý của mình là cái gì. Những diễn viên thủ vai Phật, các thánh đệ tử Phật trong những bộ phim Phật giáo có tạo ác nghiệp không? Vì con nghe có một vị sư thầy của Phật giáo phát triển nói rằng họ sẽ tổn phước rất nhiều khi hóa trang thành các bậc thánh. Cái chuyện mà mình hóa trang làm các bậc thánh để mà mình tái hiện lại lịch sử của các ngài một cách đúng đắn thì nó không phải ác nghiệp, thậm chí nó là thiện nghiệp, bởi vì nó giúp cho chúng sanh hiểu được chánh pháp. Tuy nhiên cái ác nghiệp là như thế này, là cho tới bây giờ sư chưa thấy một bộ phim nào mô tả Đức Thế Tôn một cách chính xác, mô tả các vị thánh một cách chính xác như những gì Thế Tôn đã nói, đã làm trong kinh Tạng, và các vị thánh đã nói và đã làm trong kinh Tạng. Mà nếu như
không có biết là giờ này sư đang giảng pháp. À, nếu như là những cái việc mà các vị thánh không làm mà mình đi mình diễn để các vị thánh làm, hoặc những cái gì mà Phật không có làm mà mình lại đi mình làm, thì nó lại rơi vào một cái nghiệp rất là nặng, đó là mình phỉ báng Thế Tôn, phỉ báng các bậc thánh, tức là có Phật không nói như vậy, Phật không làm như vậy, mà mình lại đi diễn là Phật có nói như vậy, Phật có làm như vậy. Các vị thánh không nói như vậy, không làm như vậy, mà mình lại đi diễn là các vị thánh có nói như vậy, có làm như vậy, thì mình cái nghiệp là nghiệp chỗ đó đó, là mình tạo cái ác nghiệp, là mình phỉ báng Thế Tôn và phỉ báng các bậc thánh. À, cho nên là diễn thì diễn được, nhưng mà phải diễn đúng. Chỉ có điều là cho tới thời điểm hiện tại sư chưa thấy một tác phẩm nào diễn đúng. Tôn giả La Hầu La đã nhập Niết Bàn hay chưa? Bởi theo con được biết từ trưởng lão Giới Đức thì Ngài đã tịch diệt trước Đức Thế Tôn, trong khi Ngài Nang Đề Mật Đa La Nadimitta tiết lộ trong Pháp Trụ Ký rằng Tôn giả La Hầu La vẫn còn tại thế, thường cùng 1.100 vị A-La-Hán trụ ở Bất Lợi Đương Cù Châu. Sự kiện này không có trong Phật giáo Nguyên Thủy, mà ở trong Phật giáo Nguyên Thủy đó là Ngài La Hầu La đã lên trên cõi trời Đao Lợi nhập Niết Bàn ở đó, và Ngài đã để lại xá lợi của Ngài ở trên cõi Đao Lợi. Cho nên cái chuyện là mình đồn thổi nó là Ngài còn thì chuyện đó là không có nha. Vị tôn giả Nanda trong lục quần tỳ kheo là em trai của Phật hay là một trong 16 đệ tử của Bà La Môn Phawari trong Chulanidesa Pali? Ngài Nanda thì Ngài Nanda mà em cùng mà cha khác mẹ với Bồ Tát á, tức là Đức Thế Tôn của mình á, thì khác. Còn cái vị mà Nanda ở trong lục quần tỳ kheo là khác ha. Tích Tôn giả Đại Ca Diếp vào núi Kê Túc nhập định chờ tới thời Phật Di Lặc để truyền trao y bát có trong chánh tạng không? Cái sự kiện này không có trong chánh tạng và không thể xảy ra. Là bởi vì sao? Bởi vì mình tạm gọi đi là Đức Phật Di Lặc chỉ có thể xuất hiện khi mà chánh pháp hoàn toàn biến mất ở thế gian này. Ở thế gian này không còn bất kỳ một cái dấu tích gì về chánh pháp, bao gồm Phật, Pháp và Tăng. Không còn một chút xíu gì. Đó, thì Ngài mới có thể xuất hiện. Chính bởi vì như vậy đó, thì không thể nào xuất hiện cái tình trạng là có một vị là sẽ chờ đến khi mà Phật Di Lặc xuất hiện và vị ấy sẽ gọi là truyền trao y bát, thì chuyện đó không có nha. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.